Xin chào các bạn, đây bên kênh của Dũng Xe Tải. Ông anh mình mới về một con xe Isuzu đời 2007, thùng kính tải của nó là 3 tấn 480, dưới 3,5 tấn, đời 2007, xe cá nhân, biển số Đồng Bình Phước. Ông anh mình chuẩn bị rút hồ sơ về Sài Gòn rồi, thì hôm nay ông mới về, hôm tối hôm qua, hôm nay mình quay do chắc là ủy quyền về bên mình rồi. Isuzu đầu vuông, máy lớn, máy 4.3, xe 2007, mình quay cho mấy bạn á, xe ông anh mới đi rửa rồi. Rồi sơn zin. Này nắm chốt cửa bên kia rồi, để mình qua bên phụ á. Mình mở cho mấy bạn. Sơn zin hoàn toàn, nói chung là không hề có đụng gì hết. Xe mới đăng kiểm luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy tháng 8 2021, 25 tháng 8 2021. Xe đầy đủ đầy đủ phù hiệu. Đấy, mình giới thiệu cho các bạn là để các bạn coi chính xác xe đứng tên cá nhân. Đây ba chỗ ngồi, đây tải cho phép, đây đây là dàn vỏ, dàn vỏ thì cũng mòn, dàn vỏ chỉ còn 50% thôi. Xe thì sơn zin hoàn toàn luôn. Coi cho các bạn đầu cabin zin hoàn toàn, xe không hề cấn động gì hết, tập lô tập lì còn rất là liền là. Xe thì 5 số tiến các bạn đây, 5 số tiến, 1 số lùi. Được cái chốt. Đây sao. Rồi. Xe này không biết có máy lạnh không, mình chưa kiểm tra, chút nữa mình kiểm tra xong. Là đầu cabin nên thấy được. Xe có đầy đủ gửi đầy đủ nhá. Quay cho bác. Giờ bắt đầu mình quay cho các bạn cái dàn sắt xi này. Mình chỉ các bạn tại sao không có sổ đăng kiểm mình vẫn nhìn được. Đây là cái số khung của xe, các bạn thấy cái đuôi số 77 không? Đếm lùi con số 7 lên con số 8, 77 là con đời 2007 Isuzu thùng kính đời 2007, sàn inox, bên ngoài bằng inox, bên trong sàn thì bằng inox luôn. Mình quay cho các bạn cái này trong thùng luôn nha. Cái này điểm dở của cái thùng này đó là nó cái bậc này cao quá, bỏ hàng lên xuống thì hơi cực. Để thùng này cái máng nước, sàn inox một sóng đó, các bạn thấy không? Bách trong là bằng đóng bằng full inox luôn, thùng là full inox. Thùng này rất là chắc, cái xe này chắc hồi xưa cũng chở quá tải nhiều rồi, mình nghĩ rằng vậy thôi. Thì với cái thùng này chắc họ cũng chở hàng nặng đó. Thùng khá là chắc chắn. Rồi, quay cho các bạn, xe này được chở lực thẳng bô. Thêm cái sọc bô là chở lực thắng hơi, chở lực thắng dầu, chở lực. Cặp dầu sau thì còn khá là đẹp, chở dầu còn 70%. Cầu sau đây các bạn thấy không, dàn nhíp lên rất là dữ. Xe này nó thằng này, các bạn thấy dàn nhíp cỡ này thì nó chở khoảng 11-12 tấn, là chuyện bình thường. Máy lớn, máy 4.3. Đấy, mình coi cho các bạn quay cái dàn sắt xi này, đã ngang đã dọc này, nhìn cái xe này hình như không có vỏ xoay cua, mất vỏ xoay cua rồi. Cầu sau là các bạn, cầu của Isuzu hồi xưa này rất là lớn, bạn thấy cái dàn nhíp không, như dàn nhíp xe khoảng 5 tấn, rất là cao. Xe này chắc hồi xưa nó chở cũng dữ á. Thì chắc với Isuzu mà đời 2007 cái máy này, cái thời điểm đó thì chỉ có chở quá tải thôi. Xe thì không bao giờ đi đúng tải thời xưa mà. Thùng rất là đẹp, ba cửa mở Isuzu. Thì sau mình qua lên cho mấy bạn này, cái thùng này các bạn thấy không? Bên trong là sàn inox dập sóng, bên trong là full inox luôn. Rất là chắc. Biển số 93108 77. Rồi bắt đầu bên phụ đi lên các bạn. Với những xe thùng kính, thùng dài 5m3, thùng rất là rộng. Xe này chắc thùng chiều cao khoảng 2m2. Sắt xi thì nó cũng khá là rin, nó cũng chỉ là mục mọt thôi. Đây hộp từ đồ, sử dụng hai bình, 24V. Cái thùng này không chê vào đâu được, chỉ có cặp vỏ đầu hơi yếu, cặp vỏ đầu chỉ khoảng 50%. Đây mình quay cho các bạn cái từ bên tài. Xe sơn zin hoàn toàn, xe thì cũng không có cấn đụng gì hết. Đấy, quay cho các bạn chưa, còn xe này chắc cũng có một sơn một vài chỗ thôi, nhưng mà không có cấn đụng. Các bạn nhìn cái cánh cửa này, keo chỉ còn nguyên si hoàn toàn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái vết robot này còn nguyên si, không keo chỉ. Vỏ xe Isuzu 3 tấn rưỡi, máy xe này thì gác cơ rồi. Để mình quay cho mở, mình đặt cho các bạn máy.
Đây là cái máy của Isuzu, thì sử dụng động cơ là DOHC diesel, 4 máy. Máy sử dụng là máy 4.3. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Xe sạch xi zin hoàn toàn. Không hề mục mọt ở dưới, lòng dạng vậy. Xe này thì cặp vỏ đầu thì anh hai cặp má này chắc con nghe cái mấy cái routine này có ấy rồi, là nhíp trước cũng được đâu. Quay hàng này luôn đi, lên tháng luôn. Cái số máy nó nằm ở đây, từ số 4 đi xuống Isuzu đó các bạn, để đây đây. Mình quay đây là ông anh tài xế. Không phải, ông thuê ông chạy xe này về. Ông mua ông bán luôn. Ông anh chuẩn bị đi hàng, ông ghẹo mình thôi. Bây giờ các bạn cái hộp số ha. Đây sẽ hộp số khô ron luôn. Hộp số dưới điển hình. Đúng là hàng thương hiệu thì cái giá của nó thì chắc cũng không hề rẻ. Xe này giá thị trường chắc vào 200 mấy chục triệu. Thì chúc mình hỏi ông anh lại, không biết ký ủy quyền của ông anh mình chưa, không biết ông có rút tên hay không. Đấy, xe mới về thì mình chỉ review cho biết xe này thì có máy lạnh. Đây các bạn thấy cái đường ống máy lạnh này. Xe có máy lạnh. Đầy đủ luôn. Không hề cấn đụng sơn rin. Rồi. Isuzu sẽ đứng tên cá nhân. Biển số 3,5. Biển số thì Bình Phước. Xe 3,5 tấn. Đời 2007. Ông anh đang bán với giá là 200 mấy chục, 207, 208 gì đó. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0907939211. Mình là Dũng. Đây, xe này mình review cho ông anh mình thôi, chứ không phải là xe của mình. Thì anh em muốn mua thì cứ liên hệ qua mình, số mình sẽ hỏi ông anh cái giá chính xác. Thì có gì mình sẽ post cái đường link chi tiết ở dưới đây. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm đến kênh Dũng Xe Tải. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Những clip hay của mình, các bạn cho mình một like, một share. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.